Hello everyone. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 5 chuẩn bị thi vào chương trình tiếng Anh lớp 6, một cái đề khảo sát năng lực ngôn ngữ môn tiếng Anh dành cho học sinh đăng ký tham gia học chương trình tiếng Anh thí điểm. Tức là vào lớp 6 thí điểm, thi vào lớp 6 thí điểm đấy. Nói nôm na, ngắn gọn là chúng ta ôn thi vào lớp 6 thí điểm. Đây là của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước này. Thời gian làm bài 60 phút nha. Thì bao gồm có phần nghe và phần viết. Phần nghe của chúng ta đây. Đây là phần nghe. Và đây là phần paper 2 reading. Phần này 3 điểm này. Part 1, đọc đoạn văn, sau đó thì chọn những cái từ thích hợp để điền vô. Last weekend, vào cuối tuần trước, I went to the zoo with my classmate. Tôi đã đi sở thú với bạn của tôi. We saw a lot of animals. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều con thú. Cái số 7 á, là chúng ta điền cái gì đó. First, điền từ first. Đầu tiên, chúng tôi đã nhìn thấy con voi. Đầu tiên chúng tôi đã nhìn thấy con voi. Ở đây phải điền từ từ first. Sorry. All right, first. First, we saw the elephant. Chúng tôi đã nhìn thấy con voi. Chúng rất là to. Chúng rất là to. Chúng di chuyển như thế nào đó và rất là yên tĩnh. Đâu, chúng di chuyển phải là slowly, ở đây phải là một cái miêu tả, một cái tính từ, một cái trạng từ slowly, chúng di chuyển là chậm chạp và yên tĩnh. Then we saw kangaroo. Sau đó chúng tôi nhìn thấy con chuột túi. I enjoy watching them. Tôi thích xem chúng bởi vì chúng nhảy rất là cao, ở đây phải là bởi vì, because. Và chạy rất là nhanh. Cuối cùng thì chúng tôi đã đi tới để nhìn những con khỉ. Chúng nhìn rất là funny, rất là hài hước. Chúng swing là quá khứ của swing là đu á, đu từ cây này qua cây khác. Chúng cái gì up and down, nhảy lên và nhảy xuống, đúng không? Ở đây có từ nhảy, nhảy là jump. Jump up and down on the tree very quickly. Nhảy lên nhảy xuống trên cái cây rất là nhanh. We had a really good, good gì? Còn một từ chia sẻ là time. Chúng tôi đã có một thời gian là tuyệt vời, thực sự tuyệt vời. Số bài này là true false. True false có nghĩa là true false có nghĩa là đúng, sai. Đúng chưa? False là sai. Mình favorite story is the story of Tang Dòng. Chuyện yêu thích của Minh là câu chuyện Thánh Gióng. It's about the little boy Thánh Gióng. Nó là một câu chuyện nói về cậu bé nhỏ tên là Thánh Gióng. When he was 3 years old, he could not speak. Khi anh ta 3 tuổi, anh ta không thể nói, không biết nói đấy. When the war, war là chiến tranh. Khi chiến tranh xảy ra, he suddenly, anh ta bất thình lình biết nói. He ate a lot of rice. Anh ta ăn rất nhiều cơm. And became big and strong. Và trở lên to, khỏe. He rode. Rode là quá khứ của ride, là cưỡi. Cưỡi xe, cưỡi ngựa, gì đó. Hoặc là đạp xe. A horse. Ho là con ngựa. Anh ta cưỡi ngựa. And you, bamboo. Bamboo là cái tre. Bamboo là cái tre này. Bamboo. To fight again. Để chống lại, đánh lại. Giặc ngoại xâm này. Ông vua đặt tên anh ta là Phù Động Thiên Vương. Rồi bây giờ chu phôn nào. Mình thích đọc truyện, đúng rồi. Mình mình sao? Mình thích truyện Thánh Gióng, đúng luôn. Rồi. Tiếp theo câu 13, Thánh Gióng là tác giả của câu chuyện này. Sai rồi. Tác giả author là tác giả mà Thánh Gióng là nhân vật. Ở đây phải là phone. Rồi, Thánh Gióng có không thể nói ở độ tuổi lên 3, đúng rồi.
Thánh gióng ăn rất nhiều cơm bởi vì ông ta rất là yếu. Sai rồi. Ông ta đâu có yếu, đâu có nói yếu đâu. Anh ta cưỡi một con bò đực, os con bò đực này, để tránh đánh lại giặc ngoại xâm. Sai rồi. Chưa. Đó, đáp án của chúng ta nhá. Rồi, đọc bài này. Khoan, đáp án đúng. My live in Bình Phước. Mai sống ở Bình Phước. But her hometown is Nghệ An province in the middle of Vietnam. Nhưng mà quê nhà của cô ta là ở tỉnh Nghệ An, ở miền Trung Việt Nam. Last weekend, my family went back to their hometown to visit her grandparents. Vào tuần trước thì gia đình của Mai đã đi về quê của họ để thăm ông bà. They went to Vinh Railway Station by train. Họ đi tới Vinh Railway Station, nhà ga xe lửa Vinh, bằng xe lửa. From there, they went to her grandparents' house by taxi. Và sau đó thì họ từ đó họ đi tới nhà của ông bà bằng taxi. The family were happy to see them. Gia đình rất là vui để gặp họ. The following day là ngày hôm sau. They went to Cửa Lò Beach. Họ đi đến biển Cửa Lò. Swam in the sea and ate seafood. Bơi ở biển và ăn hải sản. They came back home late by bus in the evening. Họ quay trở về nhà trễ bằng xe buýt vào buổi tối. Bây giờ câu số 17, where in my hometown? Quê nhà của Mai ở đâu? Bình Phước, Nghệ An hay là Cửa Lò? Chắc chắn là Nghệ An rồi. Chúng ta khoan vào câu B. What did my family go back to their hometown for? Gia đình của Mai quay trở về quê để làm cái gì? Để to visit her grandparents, to go to Vinh Railway Station, to get to Club Beach. Chắc chắn là thăm ông bà rồi. Thăm ông bà câu A nha. Rồi, câu số 19. How did my family go back to their hometown? Gia đình của Mai đã đi về quê bằng cái gì? Bằng phương tiện gì? Họ đi bằng xe lửa mà chúng ta đọc rồi. Và từ từ nhà ga xe lửa đi về nhà thì bằng xe taxi. Ở đây về quê. Câu 20. What didn't my family do? Gia đình nhà Mai đã không làm cái gì? Trong những câu sau đây. Swimming in the sea? Có bơi ở biển không? Có. Eating seafood? Có. Dancing at the seaside, nhảy múa ở bờ biển. Sai, câu này không có này. How long were my family in Cửa Lò? Gia đình của nhà Mai đã ở Cửa Lò bao lâu? Khi nào ta hỏi how long là bao lâu? Bao lâu nè, ở Cửa Lò bao lâu nè. Chúng ta đọc đây nè. Ngày hôm sau họ đi tới biển Cửa Lò, bơi ở biển và ăn hải sản. Họ quay trở về nhà trễ vào buổi tối. Vậy họ đi có một ngày thôi. Câu tiếp theo, khoan từ khác loại. Rồi, chúng ta coi nào. Ví dụ này, book, pen, notebook, river. Ở đây ba cái này là đồ dùng học tập thì chúng ta chọn câu D, nó không phải đồ dùng học tập. River là con sông. Summer là mùa hè, winter là mùa đông, season là mùa, spring là mùa xuân. Ở đây chúng ta chọn câu C. Trong ba cái kia là mùa. Plane là máy bay, coach là xe đò, xe khách, bus, taxi là xe taxi. Ba cái xe kia đi ở dưới đất. Trong khi máy bay bay trên trời. Supermarket là siêu thị. Cinema, rạp chiếu phim. Museum là bảo tàng. Traffic là giao thông. Breakfast là bữa ăn sáng. Dinner bữa ăn tối. Lunch là bữa ăn trưa. Và cook là nấu ăn. Chọn cái này. Month là tháng. Year là năm. Moon là mặt trăng. Và day là ngày. Tự nhiên mặt trăng ở đây là khác loại. Rồi, my dream of being an astronaut. Mai, giấc mơ của Mai, hay là Mai mơ về trở thành du hành vũ trụ. Someday, một ngày nào đó cô ta sẽ bay vào không gian. Đây nói về tương lai rồi. Tương lai chúng ta phải chọn cái này, nó có từ will. Excuse me, how can I get to the zoo? Chúng ta thiếu từ to ở đây. Opposite là trái nghĩa nha. Cold là lạnh, trái nghĩa với lạnh là hot. Câu 30. What's your hometown like? Quê nhà của bạn như thế nào? Cái này nằm trong bài Unit 1 của chương trình tiếng Anh lớp 5. Học kỳ 1, bài đầu tiên đấy. Nó như thế nào? Phải miêu tả nó. It's quiet. Rồi, câu số 31 nào. Cô Nan sống ở đâu? Đúng không? Ở Nhật Bản. Nó sẽ hỏi là ở đâu bởi vì nó trả lời Nhật Bản. Và nơi chốn này chúng ta phải sang where nè. We must cross the street. Chúng ta phải băng qua đường ở đâu? Ở zebra crossing, ở vạch dành cho người đi bộ. Which one is? Cái nào thì to hơn, Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh? Bigger, chúng ta phải chọn bigger nha. Câu 34, bạn không nên gì? Do too fast because your microphone up your bride. Ở đây liên quan đến xe đạp thì phải là đạp xe đạp. Ở đây phải là ride. Câu tiếp theo, câu 35.
Tim ăn rất nhiều kẹo, anh ta bị sao? Ăn kẹo thì ở đây có sâu răng và đau bụng. Ở đây không có sâu răng, có đau bụng thôi. Chúng ta chọn đau bụng, stomach ache. Rồi, I like to visit. Ở đây phải có từ to visit. Hội An ancient town in this summer. Tôi rất là thích đi thăm ở phố cổ Hội An vào mùa hè này. Rồi, bài số 4, writing. Viết. Rồi, nhìn hình mà điền ha. What is it? Đây là cái gì đây? Cái toilet ha. Rồi, what would you like, máy? Bạn thích cái gì? À, máy, cái hình đây là sô-cô-la. Ở đây chúng ta phải điền sô-cô-la. Chocolate. Rồi, câu 38. Who do you dream of becoming in the future? Bạn muốn trở thành cái gì trong tương lai? Nhìn cái hình là thấy phi công tiếng Anh là pilot. Câu 39. How can my travel to Phú Quốc Island? Chúng ta hỏi phương tiện đấy. How là hỏi phương tiện. You can take nhìn cái hình là thấy thuyền, thuyền là boat, take a boat đi thuyền. What does your father do in the free time? Bố của bạn làm gì trong thời gian rảnh? Cái này là câu cá. Câu cá là go fishing. What's the design mean? Cái biển này có nghĩa là gì? Nó nghĩa là bạn không được đi vào cái khu vực này. Đi là gì? Là go hoặc là walk. Ok. Rồi, phần 2. Bài này một điểm nè. Hãy viết một đoạn văn khoảng 60 từ nói về cái việc bạn đã làm ngày hôm qua. Hello, my name is Yesterday. Yesterday was Sunday. Ngày hôm qua là ngày chủ nhật. Chưa? I went to the quá khứ, chúng ta xài when nhé. The zoo in the morning. With my family. I saw a lot of. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều animal. I saw a tiger. Tôi nhìn thấy một con hổ. It's scary. Nó thật đáng sợ. I saw some. Tôi nhìn thấy một vài con peacock. Vài con công. Đây. Miêu tả con công nào. Đây gì? Chúng rất là đẹp. They are beautiful. Đây. Chúng di chuyển. Move. Chúng ta học trong bài, trong chương trình lớp 5 rồi. Beautifully. I saw some elephant. They are big. Đây xài world cho cô bị chút nè ha, cho mình, bởi vì đây là quá khứ. Đây gì? Đây move slowly. Đây move slowly. In the afternoon I đi bơi đi ha, đi bơi cho dễ. I went swimming with my family. Father đi. Được không? I went home at 5 o'clock hay là 2 a.m. Rồi, I had dinner at 6 p.m. Then I watch TV and went to sleep. Rồi. Đó là kể về những cái việc chúng ta làm ngày hôm qua này. Xin chào tôi là Lan. Ngày hôm qua là ngày chủ nhật, tôi đã đi sở thú với gia đình của tôi vào buổi sáng. With my family, chúng ta có thể để ở đằng trước thì nó hay hơn nè. Để ở đây đi.
Rồi, tôi đã nhìn thấy rất là nhiều con thú. Tôi đã nhìn thấy một con hổ, nó rất là đáng sợ. Tôi đã nhìn thấy một vài con công, chúng rất là đẹp, chúng di chuyển rất là đẹp. Tôi nhìn thấy một vài con voi, chúng rất là to, chúng di chuyển rất là chậm chạp này. Và buổi chiều tôi đi bơi với bố của tôi. Tôi về nhà lúc 5 giờ chiều, tôi ăn tối lúc 6 giờ, sau đó tôi xem tivi và đi ngủ. Chưa? Rồi, đề của sở Bình Phước đây là hết rồi. Chúc các bạn học thật tốt và thi vào lớp 6 nhé. Goodbye.